Chương 519 Ảnh Kim Cổ Tệ. Mấy ngàn khối tinh thần chi thạch, Diệp Thần ngược lại hít một hơi lạnh. Tuy hắn cũng muốn đi dò xét xem một phen, mà hắn hiểu được ngay cả bọn người Bệ Linh thường ngoành cũng lùi lại, vậy là hắn cũng không có cơ hội. Ngoại trừ thái thượng cảnh hồn thú, có rất nhiều yêu vương cấp bậc, tất cả thế lực lớn đã có mấy cái thần tôn yêu vương cấp cao thủ chết trong đó. Người đơn đả độc mã vẫn là không nên đi, sư gia nói. Diệp Thần khẽ gật đầu, hắn biết rõ chỗ đó căn bản không phải hắn có thể đặt chân. Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là thế nào bình an vô sự ra ngoài. Người lôi thú nhất tộc chấp pháp điện hình như ở tầng thứ 7 trấn hồn tháp phát hiện một ít bộ phận cửu phẩm tự ma chiến giáp. Vì tranh đoạt những cái bộ phận tự ma chiến giáp kia đã đánh vài trang. Mặc dù chấp pháp điện có chỗ thu hoạch, nhưng giống như bên lôi thú nhất tộc càng chiếm tiện nghi một ít. Không thể không nói, cái tiểu mỹ nữ nóng bỏng kia thật là rào hoạt. Bệ Linh, nữ nhân này tu bị củng tương hoành, kém hai trọng, nhưng mà nguyên một bộ cửu phẩm tử ma chiến giáp. Thương hoành căn bản không làm gì được Bệ Linh, mà cái tử ma chiến giáp này thật là lợi hại. Nếu trên người mình có nguyên một bộ cửu phẩm tử ma chiến giáp, phải đối với thần tôn hoặc yêu vương cấp cao thủ, cơ hồ là tất thắng. Đáng tiếc trên người mình chỉ có hai kiện bát phẩm tử ma chiến giáp. Mặt khác, sư vương điện thông thiên sư vương thực cũng tới. Tiểu tử này tuy chỉ là yêu vương cấp, nhưng đụng với Bệ Linh cùng tương oanh cũng không có chịu thiệt. Bí bảo sư vương thần trùy của hắn ta trước kia giống như bái kiến, là kiện trí bảo rất khá. Lúc nào đem tiểu tử kia đưa tới trong thiên tinh ấn, sư gia ta chỉ đạo hắn một chút. Thông thiên sư vương cũng tới. Không đơn giản thông thiên sư vương, trước kia ở Diệp Gia Sơn Cốc đụng mấy con yêu làng kia cũng tới. Ba cái yêu vương đỉnh phong, một người trong đó bề ngoài cũng cầm một cái kiện trí bảo, nếu ta nhớ không sai hẳn là yêu làng cuồng đao. Diệp Thần tiểu tử, người tốt nhất là không muốn cùng bọn hắn động phải. Nếu như yêu làng cuồng đao kia thi triển ra, không kém hơn vô thủy cảnh cương giả, các bạn không phải người có thể địch. Ta minh bạch. Diệp Thần gật gật đầu. Ba con yêu làng kia tất cả dừng ở yêu vương đỉnh phong không biết bao năm, là cương giả uy tín lâu năm, mà mình thi triển ra toàn bộ chiêu số nhiều lắm cũng chỉ là yêu vương sơ kỳ. Nếu bị ba có con yêu vương này vây công, tuyệt đối không có phần thắng. Diệp Thần cùng sư gia đang nói chuyện, bỗng cảm giác bên trong hồn niệm bảo châu một cái tia di động, thần hồn hướng trong hồn niệm bảo châu thăm dò mà đi. Bên trong hồn niệm bảo châu, Tiểu Dực ngồi đó cầm trong tay một cái khối tinh thần chi thạch. Bên trong tay thuần thiên lão giả cầm một cái khối, mới vừa rồi hẳn là đang tu luyện. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn Tiểu Vưu, chỉ thấy thân thể Tiểu Vưu không ngừng biến ảo lấy, khi thì trở thành cực lớn, khi thì trở rất nhỏ. Thân thể nó bao phủ tương quan thì hệ huyền khí, thủy hệ huyền khí vô cùng bành trướng, như là một mạng biển lớn rộng mênh mông. Đám đầu xúc tu không ngừng huy động, lại như là tại đó bơi lội. Tiểu Dực, Tiểu Vưu sao vậy? Diệp Thần hỏi. Tiểu Dực mở hai mắt ngẩng đầu nhìn Tiểu Vưu, vẻ mặt mê mang nói: ta cũng không biết. Nó chỉ đã cho hai cái khối thạch đầu màu trắng này, kết quả nó cứ như vậy rồi. Là tinh thần chi thạch. Diệp Thần tiểu tử, con bạch tuộc kia là thiên minh trương. Thiên minh trương cả đời có 6 lần biến dị. Nó hẳn là sau khi hấp thu tinh thần chi thạch xảy ra lần biến dị thứ nhất. Sư gia ngữ khí bình tĩnh nói. Lần thứ nhất dị biến sẽ thế nào? Diệp Thần hỏi. Hắn đối với thiên minh trường nhất tộc không biết nhiều. Lần thứ nhất dị biến, thiên minh trường không có bất luận sức chiến đấu gì. Bất quá người khác muốn bắt được nó là không thể. Chúng giống như một đoạn linh khí giữa thiên địa, có thể biến hóa các loại hình thái giữa thiên địa xu động, tánh mạng kéo dài tới mấy 300 vạn năm. Những cái này là tồn tại sinh mệnh cực kỳ cương ngạnh. Tiểu Vưu sau khi biến dị y nguyên không có sức chiến đấu. Diệp Thần không có chuẩn bị để cho Tiểu Vưu trợ giúp mình chiến đấu mà cười nhạt một tiếng. Bất quá người chớ có xem thường chúng. Chúng đối các loại linh vật ở giữa thiên địa diễn hóa mà ra, có cảm ứng trời sinh. Nó nói không chừng có thể giúp người tìm được thiên địa chi linh cùng các loại huyền vũ chi khí khác à? Sư gia nói ra. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Những cái tinh thần chi thạch kia có lẽ đủ cho Tiểu Dực thôn thiên lão giả cùng Tiểu Hữu sử dụng đoạn thời gian ngắn. Anh em thần hồn kéo ra hồn niệm bảo châu tiếp tục tu luyện. Tu vị theo tăng lên, Diệp Thần cảm giác mình đối với phi đao nắm giữ rõ ràng tiến bộ rất nhiều.
hắn đã có thể đồng thời ngưng hóa ra 8 thanh phi đao, sau đó điều khiển 3 cái trong đó. Coi như là tu vị mình sau cao mấy bậc, thậm chí thái thượng vô cực cương giả ở dưới không đề phòng, rất dễ dàng bị phi đao của mình gây thương tích. Không ngừng tu luyện, thần hồn diệp thần cũng tăng lên rõ ràng. Hắn ngưng hóa thần hồn cùng sư gia chiến đấu mấy lần. Lúc trước tu vị thần hồn của hắn chỉ là khuyên sư cấp, đã có thể trong tay sư gia cầm cự 7-8 chiêu. Hiện tại tăng tới yêu vương sơ kỳ, hắn phát hiện mình tối đa chỉ có thể trong tay sư gia cầm cự 2 chiêu. Tu vị mình tăng lên, đồng thời tiên tinh ấn phong ấn cũng nứt ra một ít. Thực lực sư gia tăng cường so với diệp thần nhanh hơn nhiều. Diệp thần muốn đánh bại sư gia không biết là muốn tới năm nào tháng nào. Diệp thần tiểu tử, ta nghe nói phía ngoài nói tối đa 2 ngày sẽ có linh vọng cảnh cao thủ chạy tới đây, người chuẩn bị làm sao bây giờ? Sư gia nhíu mày. Diệp thần trầm mặc một lát nói, sư gia, lúc nào bệ linh tiến vào trấn hồn tháp tầng 7 báo cho ta biết một tiếng, ta thử xem có thể thừa cơ ly khai tầng 6 trấn hồn tháp tiến về tầng 5 không. Chỉ có thể thế, bất quá tiểu mỹ nữ nóng bỏng kia mỗi lần tiến vào trấn hồn tháp tầng 7, thời gian không dài rất nhanh là đi ra. Một khi nàng phát hiện khí tức của người nhất định tập trung vị trí của người, tới lúc đó người lại trốn trong thiên tinh ấn, nàng tất phát hiện ra một ít kỳ quặc, người sau đó chạy là khó khăn. Sư già nói ra, mặc dù là diệp thần có thiên tinh ấn, vô thủy cảnh cao thủ đối phó với yêu vương sơ kỳ diệp thần còn rất nhiều biện pháp. Chương 521 Thầu Thiên Hoán Nhật phần 2. Diệp thần gật đầu. Hắn đương nhiên mà minh bạch, tiếp theo 1-2 ngày hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Đúng rồi, trước người không phải lấy được 6 cỗ thi thể yêu vương cấp hồn thú sao? Đem bí pháp ngọc giản chúng bóc ra đi. Tăng thêm trước kia đạt được 2 khối bí pháp ngọc giản thì 8 khối bí pháp ngọc giản rồi, nói không chừng trong đó có bí pháp người có thể học. Sư già chợt như nhớ cái gì nói ra, diệp thần cũng bừng tỉnh. Hắn đem thần hồn kéo dài tiến vào không gian bao tay, đem đầu 6 cái cỗ yêu vương cấp hồn thú mở mạnh ra ngoài ý định. Bên trong đầu 5 cỗ thi thể yêu vương cấp hồn thú, trong đó chỉ có kim loại cùng thiên nguyên cổ tệ giống, mà không phải bí pháp ngọc giản. Chỉ có cái đầu lầu cỗ yêu vương cấp hồn thú là có bí pháp ngọc giản. Sư gia, chỉ có 3 bí pháp ngọc giản, còn có 5 khối kim loại này, xem ra cũng không phải là trong đầu mỗi cái yêu vương cấp hồn thú đều có bí pháp ngọc giản. Diệp thần nói, bí pháp ngọc giản này là tùy cơ hội xuất hiện. Mình lần thứ nhất mở ra đầu yêu vương hồn thú, nhận được một khối bí pháp ngọc giản, vì vậy chắc chắn cho rằng mỗi cái đầu yêu thú hồn thú đều có bí pháp ngọc giản. Sư già có chút gật đầu, thì ra là thế. 5 khối kim loại này là cái gì? Diệp thần mở miệng hỏi. 5 khối kim loại này cũng là hình dáng tròn dẹp, cùng trước phát hiện thiên nguyên cổ tệ không sai biệt, che kín ấn phù, toàn thân ám kim sắc hiện ra kim loại sáng bóng nhạt nhạt, chất liệu cùng thiên nguyên cổ tệ không giống. So sánh thiên nguyên cổ tệ, quy cách còn muốn lớn hơn. Đây là ảnh kim. Sư già giật mình nói, ảnh kim? Cái gì là ảnh kim? Nói thế nào đây, cái ảnh kim này là một loại kim loại cực kỳ hi hữu, số lượng cực nhỏ, có thể dùng làm tài liệu chế tạo nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, linh bảo. Một ít luyện ký sư lợi hại thậm chí có thể sử dụng chúng chế tạo ra chí bảo. Chế tạo chí bảo? Diệp thần nội tâm dùng mình, đã minh bạch rõ giá trị 5 khối kim loại này. Kim loại thiên nguyên cổ tuệ bình thường chỉ có thể dùng tạo ra bát phẩm, cửu phẩm linh bảo. Cái ảnh kim này rõ ràng là kim loại chế tạo ra thiên nguyên cổ tuệ cao hơn cấp độ. Diệp thần đem 5 khối kim ảnh thu, nhìn 3 khối bí pháp ngọc giản trong lòng bàn tay, cho đó một khối bí pháp ngọc giản mình đã nhỏ máu thí nghiệm, cũng cho tiêu rất thủ khoa, đều không thể mở, không biết 2 khối bí pháp ngọc giản còn lại thế nào. Diệp thần gậy nhẹ đầu ngón tay, nhỏ ra máu tươi tích vào khối bí pháp ngọc giản trong đó, không dung nhập ở giữa bí pháp ngọc giản. Theo mặt ngoài bóng loáng, bí pháp ngọc giản chảy xuống. Bí pháp trong khối ngọc giản này cũng không theo. Diệp thần không khỏi có chút thất lạc. Những bí pháp ngọc giản này đối với huyết mạch yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, muốn tìm được một cái khối bí pháp ngọc giản có thể học tập thật là khó. Còn thừa một khối bí pháp ngọc giản cuối,
Diệp Thần không ôm bất luận hy vọng gì rồi. Dùng thực lực của mình muốn lại cấp lấy bí pháp ngọc giản thật là quá khó. Nếu như ba khối bí pháp ngọc giản này mình cùng Tiểu Dực không thể dùng, cái kia chỉ là tìm cơ hội bán qua tay, nhìn xem có thể đổi đấy đồ vật thích hợp cùng mình hay không. Chứng kiến máu Diệp Thần không cùng bí pháp ngọc giản dung hợp, biểu lộ sư gia cực kỳ bình tĩnh, đấy thể là trong dự đoán quán. Đem một khối bí pháp ngọc giản cuối cùng phóng trong lòng bàn tay, đem giọt máu tươi trích đi. Một cái giọt máu tươi nhỏ ở bí pháp ngọc giản, lập tức thấy trên bí pháp ngọc giản có một cái vầng sáng chậm rãi khuếch tán. Một đạo lực lượng thần bí chảy xuôi, cái bí pháp ngọc giản này đột nhiên tách ra hào quang bảy màu rực rỡ tươi đẹp. Cái hào quang bảy màu này thập phần nhu hòa ôn nhuận, để người ta phảng phất đưa thân vào trong tiên cảnh. Bên tai chảy xuôi theo tiếng nhạc thanh thúy dễ nghe. Dùng hợp thành công rồi, Diệp Thần vạn phần kích động, không biết kế tiếp là học được bí pháp gì. Sư gia một bên cảm thụ năng lượng ôn nhuận bên trong bí pháp ngọc giản, cũng lộ ra mỉm cười. Diệp Thần tiểu tử vận khí không tệ, rõ ràng dùng hợp được một khối. Bất luận bí pháp gì trong bí pháp ngọc giản đều là cực kỳ không đơn giản. Đột nhiên sư gia cảm nhận được cỗ khí tức khác thường. Không tốt, Diệp Thần tiểu tử, tránh mau, sư gia gấp giọng nói. Diệp Thần nghe sư gia nói chưa kịp chỗ phản ứng liền bị hào quang bảy màu lại bao phủ, rốt cuộc nghe không được sư gia nói. Bên tai không có tia thanh âm, phảng phất thần như trong mơ. Thần sắc lo lắng của sư gia tựa hồ cùng thời gian mơ hồ dần qua. Chuyện gì xảy ra? Ta ở nơi nào? Diệp Thần nhìn qua bốn phía, phát hiện mình thân ở trong một cái không gian quỷ dị, xung quanh là thất hải hào quang. Hướng tứ phía nhìn lại, phảng phất là thế ngoại đảo nguyên chim hoa lửa hót. Không phải nói dùng hợp bí pháp ngọc giản có thể học bí pháp sao? Chẳng lẽ sư gia nhận lầm, những khối ngọc giản kia căn bản không phải bí pháp ngọc giản, mà cái này lại là nơi nào? Diệp Thần tỉnh táo quan sát tứ phía, xung quanh hết thảy thập phần hư ảo, không có một loại cảm giác chân thật. Chẳng lẽ đây là thế giới trong bí pháp ngọc giản? Rốt cuộc có người mở ra bí pháp ngọc giản? Tiểu tử, người là người thứ nhất. Trong hư không có một thanh âm dạng đùa vang lên. Xin hỏi tiền bối là ai? Còn ta đây là nơi nào? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn quanh mà không thấy bất cứ người nào, nội tâm suy đoán không thôi. Ta là ai? Ha ha, người có thể gọi ta là Thiên Cơ. Thiên Cơ? Diệp Thần trầm mặc. Đúng vậy, người đang ở trong ý thức của ta. Ý thức nghiền nát của ta dung nhập vào một cái khối bí pháp ngọc giản. Người rất may mắn tấn nhập vào một khối bí pháp ngọc giản trong đó. Khối bí pháp ngọc giản này hoàn toàn thích hợp thể chất khuyết mạch của ngươi. Bên trong bí pháp ngọc giản rõ ràng dung hợp ý thức của đại năng cường giả. Đây hết thảy là vô cùng huyền bí. Hết thảy bên trong chấn hồn tháp tựa hồ là người ta tận lực khống chế. Diệp Thần không biết rõ ý đồ của lão giả này. Người trẻ tuổi, người đã dung hợp một cái khối bí pháp ngọc giản này, người lựa chọn học dạng bí pháp gì? Ta nơi này có 372 loại bí pháp ngọc giản thích hợp với người, có thể tạo điều kiện cho người lựa chọn. Trong đó có sơ cấp bí pháp, trung cấp bí pháp, thậm chí cường đại vô cùng lôi đình bí pháp, tình tuyệt bí pháp cùng với thiên nguyên bí pháp. Chương 521. Rõ ràng có nhiều bí pháp lựa chọn như thế, Diệp Thần cảm thấy đầu mình có chút không đủ dùng. Vị Thiện Cơ lão già này là muốn làm cái gì? Thiên Nguyên bí pháp, vì sao dùng cái tên vị Thiên Nguyên tiền bối kia mệnh danh? Ngươi yên tâm đi, ta không hại ngươi, ta bất quá là một người chết mà thôi, đối với ngươi quả quyết không có bất kỳ uy hiếp. Ta đây cũng không nói cho ngươi biết bất kỳ tin tức gì. Ngươi dùng hợp một khối bí pháp ngọc giản cho nên ta dùng có thể học tập một hạng bí pháp. Ta đây có thể học bí pháp nào? Diệp Thần ngẩng đầu, trong hư không căn bản không nhìn tới vị lão giả kia. Khả năng thực cùng vị lão giả kia nói đồng dạng chỉ là một đám ý thức. Diệp Thần rất nơi chỉ thấy bên trên bầu trời xuất hiện rất nhiều hư ảnh, đều là một ít hư ảnh cường giả thi triển bí pháp. Bí pháp truyền thừa chính là võ học tinh hoa, bí pháp càng cường đại càng có học. Một cái sơ cấp bí pháp khả năng là vài ngày nắm giữ, một cái trung cấp bí pháp khả năng là cần vài năm, một cái cao cấp bí pháp khả năng cần vài thập niên. Về phần cường đại hơn lôi đỉnh bí pháp, tinh tuyệt bí pháp, thậm chí thiên nguyên bí pháp, khả năng cần cả đời đi nghiên cứu. Diệp Thần xem lấy bí pháp kia, hắn suy nghĩ đến cùng bí pháp gì có thể giúp mình thoát khỏi khốn cảnh hiện tại. Nhìn hình ảnh bí pháp này, ánh mắt Diệp Thần đột nhiên rơi xuống trên người cường giả hư ảnh trong đó nói: ta chọn bí pháp này. Người xác định muốn học bí pháp này? Thiên Cơ tự hồ có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, thầu thiền hoán nhật, bí pháp này có thể thu liễm khí tức, cải biến dung mạo,
tu luyện tới đệ nhất trọng, tránh né được thái thượng vô cực cảnh giới truy tung. Tuy là tình tuyệt bí pháp rất dễ nắm giữ, bởi vì không phải bí pháp chiến đấu thì không có bất cứ tác dụng gì. Người xác định muốn học sao? Ta ở nơi này có không ít bí pháp chiến đấu, dùng thực lực của ngươi tiếp theo muốn cấp đoạt tới bí pháp ngọc giản sẽ không đơn giản như vậy. Thiên Cơ nói ra, ta muốn học bí pháp này. Diêu Thần nghiêm túc nói, một khi hắn đã quyết định chủ ý, liền không cải biến. Dùng tu vị hiện tại, cho dù học bí pháp siêu cường cũng đừng mơ tưởng thắng được một cái vô thủy cảnh cương giả. Hơn nữa dùng bí pháp công kích siêu cường cần thời gian rất lâu mới có thể nắm giữ, mà cái thâu thiên hoán nhật này một phương diện cực kỳ dễ dàng nắm giữ, một mặt khác có thể trợ giúp mình thoát khỏi hiểm cảnh. Cái kia tốt, ta đem bí pháp này truyền thụ cho ngươi. Thiên Cơ vừa dứt lời, chỉ thấy trên bầu trời tạo ra một đạo ấn phù thần bí rơi xuống, tấn nhập thân thể Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác trong óc nhiều hơn một đoạn khẩu quyết. Khẩu quyết này là mấu chốt thi triển thâu thiên hoán nhật. Học xong bí pháp, Diệp Thần chưa kịp nói gì, chứng kiến tất cả hào quang kia nhanh chóng biến mất. Hắn đã ở trong thiên tinh ấn, cúi nhìn xem chỉ thấy khối bí pháp cọc sẵn bành một tiếng lộ tung, trừ khử không thấy. Diệp Thần nhíu mày, không nghĩ tới sau khi dung hợp bí pháp ngọc giản đã có thể tao ngộ sự tình huyền bí mê ly như thế, để cho Diệp Thần nội tâm khiếp sợ không thôi. Nhìn xem hai khối bí pháp ngọc giản khác, hẳn là người dung hợp bí pháp ngọc giản đều là gặp gỡ như vậy. Diệp Thần tiêu tử, sao vậy? Tu Hỏa Thiên Sư nhìn Diệp Thần mở miệng hỏi. Sư gia, hẳn là trong mỗi khối bí pháp ngọc giản đều có một đạo ý niệm. Diệp Thần nhíu mày, cái này rất là bình thường. Mỗi một khối bí pháp ngọc giản ở lúc chế tạo là dung hợp ý niệm chế tác bí pháp ngọc giản. Đạo ý niệm này dạy cho người sử dụng bí pháp thế nào? Sư gia nói, bí pháp ngọc giản là sinh ra như vậy. Người chế tạo bí pháp ngọc giản càng là cương, bí pháp ngọc giản mang theo bí pháp thường thường càng là cương. Cái bí pháp ngọc giản này rõ ràng có hơn 300 loại bí pháp có thể chọn, chứng minh vị Thiên Cơ lão giả chế tạo bí pháp ngọc giản kia cường đại kinh người. Bí thoát thâu thiên hoán nhật, Diệp Thần mặc niệm khẩu quyết thâu thiên hoán nhật, nội tâm tự hồ có một ít đốn ngộ. Thâu thiên hoán nhật bí pháp tu luyện tới cảnh giới nhất định có thể nhất định hình thể cốt cách lạn ra, kinh mạch nhân thể cải biến, khí tức thù niệm tựa như là xúc cốt công, quỷ tức công trong truyền thuyết. Thâu thiên hoán nhật đại pháp chính là một cái môn tình tuyệt bí pháp, tu luyện xong đệ nhất trọng ngay cả thái thượng cảnh cũng chưa chắc có thể điều tra khí tức của hắn. Yên lặng vận chuyển khẩu quyết của thâu thiên hoán nhật bí pháp, khuôn mặt Diệp Thần càng là không ngừng biến hóa, cốt cách mở ra, khi thì đình trệ, dùng dung mạo trước kia đã là hoàn toàn bất đồng. Về phần khí tức cũng bị Diệp Thần chậm rãi thu liếm. Đại khái 3 giờ sau, Diệp Thần cải biến thành một người khác, khí tức hoàn toàn thu liếm. Mỗi một lần thi triển thâu thiên hoán nhật đại pháp kéo dài suốt một giờ, thâu thiên hoán nhật đại pháp đã bị Diệp Thần tu luyện tới tiểu thành cảnh. Chứng kiến Diệp Thần biến hóa, sư gia mỉm cười nói, Diệp Thần tiểu tử, người giờ có thể lừa gạt qua vô thủy cảnh có lẽ không vấn đề. Lòng sư gia cảm thấy kinh ngạc, cái bí pháp như vậy coi như là người kinh tài tuyệt diễm ít nhất cũng phải 2-3 tháng thời gian hoặc càng lâu mới có thể đem đệ nhất trọng tu luyện tiểu thành, mà Diệp Thần ngắn ngủi ở 3 giờ liền tu thành. Cái này là thiên tài trong truyền thuyết sao? Sư gia không biết, cũng không phải là Diệp Thần thiên phú kinh người, mà là cửu tinh thiên thần quyết công pháp quá mức huyền diệu. Cái cửu tinh thiên thần quyết này không biết là vị đại năng nào sáng chế, như là hải nạp bách xuyên, không chỗ nào không bao lấy. Nhất là khi tu luyện những vũ khí này, thời điểm học tập bí pháp, Diệp Thần cảm giác trong cửu tinh thiên thần quyết huyền diệu. Lúc học tập bất kỳ vũ khí bí pháp nào, Diệp Thần cảm giác một loại cảm giác quen thuộc, đặc biệt bất kỳ vũ khí bí pháp tới trong tay quán đều là nhẹ nhõm hắn nắm giữ. Hoàn thành thân thể bên ngoài cùng với khí tức cải biến, Diệp Thần đã hoàn toàn trở thành người khác. Ngay cả là người cùng hắn thân nhất đi tới phụ cận chỉ sợ nhận không ra. Sư gia nói mình có thể lừa gạt qua cô vô thủy cảnh cao thủ, vậy thì hẳn không vấn đề. Nhận biết mình chỉ có bệ linh cùng tương oanh mà thôi. Cho dù đằng sau có linh vọng cảnh cao thủ tới, bọn hắn là không biết mình. Sư gia, ta ra đi xem. Chương 522 gia nhập sư vương điện phần 1. Diệp Thần đứng dậy, một mực trốn trong thiên tinh ấn cũng không phải chuyện tốt. Đã có thể lừa gạt bệ linh cùng tương oanh, vậy trước tiên xem tình huống một chút, tìm cơ hội chuẩn đi. Mình tới nhiều thứ tốt đã là đủ. Diệp Thần tiểu tử, người tốt nhất không nên thi triển thần hồn, bằng không thần hồn của người vừa xuất hiện bị bệ linh nhận ra ngay. Sư gia nói, Diệp Thần mỉm cười.
Sư gia yên tâm, mặc dù là gặp cường địch ta cũng không phóng xích thích thần hồn. Cái minh hoàng đại lương này của ta còn có thể triệu hoán bí thú, lúc đó có thể triệu hoán bất tử hắc hoàng. Bất tử hắc hoàng cũng có được thực lực yêu vương sơ kỳ, cùng thần hồn ngưng hóa kim giáp binh sĩ không sai biệt lắm một cái tiêu chuẩn. Sư gia khẽ gật đầu. Thủ đoạn đối địch của Diệp Thần càng ngày càng nhiều, cũng không nhất định phải dụng thần hồn. Nhìn thoáng qua Diệp Thần, nội tâm có chút chờ mong, không biết Diệp Thần tụt cùng đã tới trình độ nào. Sư gia, ta đem hồn nghiệm bảo châu ở lại bên Thiên Tinh Ấn. Diệp Thần nói, hắn quả quyết không lưu lại một cái sơ hở để cho Bệ Linh tra ra bản thân. Thần hồn khẽ động, thân thể vèo một tiếng ra Thiên Tinh Ấn. Phụ cận cửa vào tầng 7 trấn hồn tháp đã đầy hối hạ tất cả thế lực, xây dựng cơ sở tạm thời cũng không có thiếu là tán tu cường giả. Trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua huyền cấp phi hành yêu thú, huyền thú. Trên mặt đất không ít huyền cấp yêu thú, huyền thú. Huyền cấp yêu thú, huyền thú đi vào trong trấn hồn tháp bất quá là pháo hôi. Cho đến thời điểm Diệp Thần tiến vào trấn hồn tháp, không đem kim dương điều mang vào mà là đem nó lưu bên ngoài. Diệp Thần xuất hiện không bao lâu, một cỗ khí tức hồn niệm lan tràn tới. Cỗ hồn niệm này chính là khí tức Bệ Linh. Hồn niệm khí tức Bệ Linh giám sát và điều khiển tất cả nhân loại yêu thú huyền thú ở đây. Hơn mấy ngàn thước, hồn niệm Bệ Linh tập trung vào Diệp Thần, nàng chau mày. Kể bên này, mỗi khi xuất hiện một nhân vật mới, yêu thú huyền thú mới, nàng là dùng hồn niệm điều tra một phen. Tuy cảm giác được khí tức Bệ Linh đang điều tra lấy mình, mà Diệp Thần y nguyên bất động thành sắc đi tới. Giờ phút này tâm tình hắn có chút khẩn trương, nếu như Bệ Linh nhận ra, hắn khả năng không thể thoát khỏi Bệ Linh khống chế. Không phải, lúc này Bệ Linh đang ngồi ở trong lều vải lắc đầu, nàng cảm giác được cỗ hơi thở này cùng ký tức Diệp Thần hoàn toàn bất đồng. Diệp Thần chấn định mà thẳng đi bước mấy trăm mét, liền cảm giác Bệ Linh đem thần hồn niệm trở về, nội tâm thở dài một hơi. Bệ Linh nữ nhân này quả là điều tra không ra mình, sau khi thi triển thầu thiên hoán nhật, Bệ Linh hồn niệm mới thối lui. Diệp Thần cảm giác được một cái ánh mắt nhìn tới đánh giá mình là Thương Oanh. Thương Oanh lão nhân kia cũng không biết từ chỗ nào đi qua. Hồn niệm có thể điều tra không xa, nếu như thầu thiên hoán nhật đại pháp có thể bị mắt thường nhìn thì có quỷ. Quả nhiên không qua một lát, Thương Oanh liền thu hồi ánh mắt. Diệp Thần trực tiếp đi tới địa phương trước lều vải mọc lên san sát như rừng, đúng là tạo thành một cái đại phiên chợ. Linh bảo các ta lấy danh dự đảm bảo, dùng linh bảo các trao đổi thiên nguyên cổ tệ trong tay chư vị. Mặt khác, nếu như trong tay chư vị có ảnh kim cổ tệ, có thể cùng linh bảo các ta đổi lục phẩm thậm chí là thất phẩm linh bảo. Một trung niên thần tôn đỉnh phong cao thủ cao giọng nói, trên người hắn lóng lánh, mỗi một cái kiện vật phẩm đều là thất phẩm bát phẩm, thậm chí linh bảo cấp bậc càng cao. Không hổ là người xuất thân từ linh bảo các. Mặt khác, nếu trong tay chư vị có bảo vật không ngại bán cho linh bảo các ta, giá cả thì có thể thương lượng. Nghe người kia nói, mọi người quanh thân nghị luận nhau nhau. Người này là trưởng lão linh bảo các, gọi là Phong Minh. Bảo vật trên người hắn nghe nói đều là dùng bí pháp linh bảo các chạy qua luyện chế đặc thù. Tuy tu bị hắn là thần tôn đỉnh phong, nhưng mà vô cực thủy cảnh nhất trọng cao thủ, không phải đối thủ của hắn. Trên người hắn quá nhiều bảo vật, bất quá linh bảo các so với thế lực khác là danh dự hơn nhiều. Dị vãn cường giả cùng linh bảo các mua bán vật phẩm vô số kể, linh bảo các gần đây danh tiếng rất tốt. Ta đây ngược lại có không ít thiên nguyên cổ tệ, bọn hắn là chuẩn bị tu nạp thiên nguyên cổ tệ, sau đó một lần nữa dung luyện thạch linh bảo a. Hai cái thần tôn cao thủ nhỏ giọng nghị luận, thanh âm trùng hợp bị Diệp Thần nghe. Lúc này cách đó không xa, Phong Minh tiếp tục cất giọng nói, căn cứ chư vị trưởng lão linh bảo các suy tính, trấn hồn tháp ở 6 ngày sau sẽ đóng cửa, 6 ngày sau linh bảo các xuất thế. Nếu như các vị chịu cùng linh bảo các giao dịch bảo vật, có thể ở đồ thành tất cả đại đế quốc cùng chi nhánh linh bảo các ta liên lạc, sẽ có người chuyên môn dùng các người gặp mặt nói chuyện. Nghe được Phong Minh nói, người bây xem lập tức sôi trào. Linh bảo các lại xuất thế, linh bảo các đã lánh đời gần ngàn năm đi à, ngoại trừ một số ít người. Tựa hồ chưa từng có người nào cùng với linh bảo các có liên lạc. Cái này đại thương nghiệp hiệp hội liền phiền toái. Bọn hắn thế nào là liều qua linh bảo các tại đại khí thô. Tất cả thế lực lớn tuy thực lực cương oanh mà luận tài lực xa xa không bằng linh bảo các. Phải biết rằng bên trong linh bảo các là thu thập
một đám luyện khí sư cường đại nhất Đông Đại Lục, bọn hắn luyện chế mỗi kiện linh bảo cũng là dùng giá trị liên thành để hình dung. Lần này trấn hồn tháp mở, các loại bảo vật hiện thế, tuy linh bảo các đoạn bất quá là chấp pháp điện lôi thú nhất mạch siêu cấp tồn tại, lại có biện pháp thu lập tới bảo vật so với chấp pháp điện lôi thú nhất mạch càng nhiều hơn. Không chỉ linh bảo các, thế lực khác đoán chừng cũng là kiềm chế không được. Diệp Thần đi tới bên phiên chợ, phát hiện ra xung quanh người dùng thiên nguyên cổ tệ giao dịch đồ vật rất nhiều, dùng thiên nguyên cổ tệ cơ hồ đổi rất nhiều thứ tốt, vốn như là lục phẩm bát phẩm linh bảo, thậm chí là cửu phẩm đan dược cùng với một vài tài liệu hy hữu. Bất quá như tinh thần chi thạch, tử ma chiến giáp, 8-9 phẩm linh bảo trở lên, còn có bí pháp ngọc giản là không có người lấy ra hối đoái. Những vật này tùy tiện một cách kiện, tối thiểu là có thể đổi ra hơn 10 vạn thiên nguyên cổ tệ. Cho tới bây giờ, coi như là tất cả siêu cấp thế gia cũng là không thu nạp tới nhiều thiên nguyên cổ tệ như thế. Chương 523: Gia nhập Sư Vương Điện phần 2. So với thiên nguyên cổ tệ càng thêm đáng giá là ảnh kim cổ tệ. Một quả ảnh kim cổ tệ có thể đổi vạn thiên nguyên cổ tệ, bất quá cực ít người trao đổi. Tất cả thế lực đều là chờ đợi cao thủ tổng bộ bọn hắn còn ở trên đường, một hai ngày này có thể đuổi tới, cho nên bọn hắn không có vội tiến vào tầng 7 trấn hồn tháp. Nghe nói mấy cái thần tôn yêu vương cao thủ của Lôi Nhai, Ngân Nguyệt Cốc, Sư Vương Điện, Lang Vương Điện, Thương Lan Cung, tất cả đều làm mời chào nhân thủ chuẩn bị tiến vào tầng 7 trấn hồn tháp. Muốn gia nhập bọn hắn ít nhất là huyền cấp trở lên. Trấn hồn tháp tầng 7 ngoại trừ tinh thần chi thạch trung ương tầng 7, nghe nói còn có người phát hiện ra bộ phận cửu phẩm tử ma chiến sáp, cửu phẩm phần thiên kiếm. Hiện tại vào cố lực nào tốt nhất? Hẳn là Lôi Nhai Lang Vương Điện à? Lôi Nhai cùng Lang Vương Điện đều có 7-8 yêu vương trở lên thần tôn cấp cao thủ. Ngân Nguyệt Cốc, Sư Vương Điện thoáng kém, đều có 4-5 cái. Mặt khác huyền cấp cao thủ đều có mấy trăm, thậm chí hơn ngàn chi chúng. Ta chuẩn bị đi Lôi Nhai, huynh đệ, người thì sao? Ta chuẩn bị tiến về Lang Vương Điện. Diệp Thần vừa đi, một bên nghe mọi người nói minh bạch một ít tình huống trước mắt. Như chấp pháp điện, nổi thú sơn mạch, nhất mạch, với những cái siêu cấp thế lực này đều là tạm dừng chân đối với tầng 7 trấn hồn tháp, chờ đợi cao thủ tổng bộ. Ngược lại một chút thế lực kém, ví như là yêu vương điện, siêu cấp tông môn, người hoàng tộc kia bắt đầu lôi kéo nhóm người tiến hành thăm dò tầng 7 trấn hồn tháp. Bọn hắn không dám ở trung ương tầng 7 trấn hồn tháp, chỉ có ở biên giới thăm dò. Nếu như chở những siêu cấp cao thủ kia tới, bảo vật tầng 7 không có phần của bọn hắn rồi. Hiện tại bọn hắn còn có cơ hội tâm bảo. Hướng xa xa nhìn lại, phía trước trong một cái mảnh khu vực trống trải, chia năm phe cánh, mỗi phe cánh đều là có mấy ngàn chi chúng. Bọn hắn đều là sắn tay áo, chờ đợi tiến vào tầng 7 trấn hồn tháp. Không ngừng có người dũng mãnh vào đó, làm cho năm phe cánh này không ngừng lớn mạnh. Yêu vương thần tôn cường giả chỉ cần lộ ra thân phận đều là bị đối tượng lôi kéo. Muốn tiến vào tầng 7 trấn hồn tháp, hay là trước ly khai nơi đây? Trấn hồn tháp tầng 7 là một cái phen tình huống thế nào? Ngay thời điểm Diệp Thần chân trừ, mấy viên bảo châu của Diệp Thần tiếp thần giấu ở ngực ông sáng, phát ra đạo đạo bạch quang. Diệp Thần cúi nhìn mấy viên bảo châu, chẳng lẽ Ali truyền tin cho hắn? Diệp Thần hướng xa xa nhìn, chính là giữa trận doanh Sư Vương Điện, tựa hồ mấy cái ly miêu huyền thú xuất hiện, hẳn là thân nhân Ali cũng ở đó. Ali bên trong mấy viễn bảo châu chậm chạp không có ra, Diệp Thần suy đoán Ali là bị một ít thương tích không cách nào ra. Nếu như trong trận doanh Sư Vương Điện có thân nhân Ali, nhất định phải giúp Ali tìm mới được. Đi nhìn rồi nói, Diệp Thần trực tiếp hướng Sư Vương Điện kia tới. Đúng lúc này, năm cái đại hán đi tới. Năm đại hán này tướng mạo cũng thường nhân khác thường, trên đầu mọc ra đôi lỗ tài khuyển, miệng có răng nanh sắc bén, lớn lên cùng sói có vài phần giống, là Lang Vương Điện cấp bậc huyền sư. Này tiểu tử, người muốn gia nhập Sư Vương Điện? Một người trong đó bộ lông đen nhánh từ trên cao nhìn Diệp Thần lạnh giọng hỏi. Hắn gọi là Tác Mang, một ngoại điểm chấp sự của Lang Vương Điện, chỗ này phụ trách mời chào tộc nhân gia nhập Lang Vương Điện. Phương hướng Diệp Thần tiến tới, rõ ràng là trận doanh Sư Vương Điện.
mà Lang Vương Điện cùng Sư Vương Điện luôn là đối thủ một mắt một con, cho nên hắn đem Diệp Thần chọn ở giữa, ngữ khí bất thiện. Người là tu vị gì? Bên cạnh đại hán lồng sắm, hai tay ôm ngực, bẽ ngẽ nhìn Diệp Thần, đôi mắt lóe lên hào quang nguy hiểm khát máu. Cái này cùng các người không quan hệ à? Diệp Thần liếc mắt nhìn bọn hắn, thần sắc lãnh đạm. Hắn đối với Lang Vương Điện không có cảm tình. Lang Vương Điện là thủ phạm giết chóc tộc nhân Ali. Lần này tới Diệp Gia Sơn Cốc, nếu có sư gia hỗ trợ, Diệp Gia Sơn Cốc sợ rằng là bị tào ngộ tai họa ngập đầu. Tiểu tử muốn chết, Tác Mãng tức giận nói. Người biết chúng ta là người nơi nào sao? Ở Tác Mãng xem ra Diệp Thần chẳng qua là một tán tu không có thế lực bối cảnh, còn không có tán tu nào đã đối với Lang Vương Điện bọn hắn bất kính như thế. Tiểu tử, hiện tại người có hai lựa chọn, một là gia nhập Lang Vương Điện chúng ta, hai là chết. Tác Lãng giữ chặt Tác Mãng muốn động thủ, trầm giọng nói. Diệp Thần lại muốn gia nhập Sư Vương Điện, quả là muốn chết. Đối với Lang Vương Điện không có hứng thú. Thừa Diệp trước khi ta động lộ, cút nhanh. Diệp Thần lạnh lùng nhìn nứt qua bọn hắn, hồn nhiên không có đem bọn hắn vào mắt. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, muốn chết. Tác Mãng lạnh giọng nói. Hắn không nghĩ Diệp Thần một cái tán tu võ giả rõ ràng dám khiêu khích Lang Vương Điện. Hắn tức giận hướng Diệp Thần tới gần. Lang Vương Điện nằm cái trắng hắn cao lớn, đều là mắt lộ hung quang, hình thành xu thế vây quanh Diệp Thần bao vây. Ở trong trấn Luân Tháp chém giết là chuyện thường, chấp pháp điện cũng không quản nơi đây. Nơi này khoảng cách trận doanh Lang Vương Điện, Sư Vương Điện còn xa. Lúc này rất nhiều tán tu vây xem nghị luận nhau nhau. Người kia là ai? Đắc tội người Lang Vương Điện chỉ sợ là gặp tai ương. Trước mắt trong năm cái chi đội ngũ chuẩn bị tiến vào tầng 7 trấn Luân Tháp, số lượng yêu vương thần tôn cao thủ Lang Vương Điện gần với Lôi Nha là một trong thế lực lớn trêu chọc không được nhất. Tiểu tử này rõ ràng không biết sống chết, mạo phạm Lang Vương Điện, đây quả là muốn chết. Ta nhận ra mấy người này, đó là Tác Mãng cùng Tác Lãng, là ngoại bộ chấp sự của Lang Vương Điện, huyền cấp đỉnh phong. Ba người khác ít nhất là huyền cấp trung kỳ đi. Mọi người không khỏi vì Diệp Thần cảm thấy tiếc hận. Diệp Thần chẳng như vậy tuyệt đối không thể là đối thủ của năm cái huyền cấp cao thủ Lang Vương Điện. Tất cả mọi người chuẩn bị gia nhập Sư Vương Điện giết. Tác Mãng cố tình lập ý hư một tiếng, thân hình cự cùng bắn lên, tay phải bá một tiếng sinh ra móng vuốt sắc bén, một chảo hướng đầu Diệp Thần đập đi. Cái móng vuốt kia sắc bén vô cùng như là đào thép, chỉ cần nhẹ một cái coi như là ngân huyền tiết cũng lập tức cắt liền. Hắn khẳng định đã xong. Chứng kiến Tác Mãng đánh về Diệp Thần, mọi người thầm nghĩ. Chứng kiến Tác Mãng đánh tới, Diệp Thần cực kỳ chấn định, nghiêng người tránh ra ngoài, động tác gọn gàng mà linh hoạt, quanh người đã là vận chuyển huyền khí hộ thể.